Mời bạn Nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Iden Kazuhiro. 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 Kazu là ok. Ok, low low low. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Những cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, thí dụ đất này, nhà nè. Nghĩa là có mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định, phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác, được không? Cố gắng. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kín đáo, kín cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha. Hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, hi. Xin chào. Xin chào. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chơi giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến em. Không phải galan. Tức là Kazu không phải tuyếp người galan. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lần. Bia uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi. Em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Wow. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Còn với soju thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích không? Thích. Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao?
Ừ, là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kakazu. 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 Trời ơi. Đó, dạ, thấy chưa? Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ. Oh. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em, anh Linh giờ mập lắm rồi. Em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ. Cái anh này Linh... nếu mà em làm PT ấy, thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo em đi với ai? Dạ em đi chung với chị. Chị em đang ở đó. À chị của Thảo. Dạ chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy em thì thấy được rồi đó. Nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được sao? Phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ. Không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. À thấy hiền là được rồi á. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Dạ. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. À. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha. Em chào anh. Dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi với ha. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự, và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cái xứ Strong. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Yeah. Phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như là xinh cô gái, chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em
Em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói nhiều bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu với nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự hơn. Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. 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 Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Và khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di hu kok. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu là em hiểu, có thể hiểu. Namuki koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3 2 1. Hết thời gian.
nắm tay nhau. Đó, họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu, yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Rất rất vui, nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ê. Không, má. Má được rồi. Yeah. Ngon quá. Ngon quá. Thơm quá. Thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Con này thơm quá. Thơm. Bánh quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. À. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang làm tóc. Em tên Hân. Họ tên Hân là gì ạ? Em tên Nguyễn Văn Hân chị. Làm tóc là tiệm của em hay sao? Đúng rồi, tiệm của em. Tiệm tóc nam hả em? Nam nữ chị. Chuyên về nữ nhiều hơn. Chuyên về nữ nhiều hơn mà sao không có bạn gái? Là quen. Không hiểu người ta nói là không có gì đâu, không hiểu gì. Khi chuyên nữ nhiều hơn như em lại thích nam chẳng hạn thì lại không có có nghĩa là em quen nhiều cô gái, tìm hiểu nhiều cô gái, người ta nói đa số là thấy trai làm tóc nữ thì cũng như chị nói thì có bạn gái nhiều lắm, cho nên người ta cũng ngại quen, cho nên đến giờ vẫn chấp bay. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu. Ở quê em ở Củ Chi luôn đúng không? Dạ đúng, ở đây đi. Ừ, rồi vậy nói điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của mình chị ha. Điểm mạnh của em là làm đẹp, nấu ăn. Rồi nói chung là tâm lý, hiểu tính cách, hiểu nói chung là có thể hiểu được tâm lý của người bạn khác giới của mình khi mà tiếp xúc ba hoặc bốn lần. Còn điểm yếu của em thì ngoài công việc làm tóc ra thì em hơi về trong những công việc khác, ví dụ như là ca hát thì hơi nghe được thôi chứ không hay lắm. Rồi hoặc là ví dụ như bạn bè thì em cũng hơi ít bạn bè, đa số thì em chỉ có công việc thôi. Trời ơi, em có những cái điểm mạnh giống em gái chị Mai Trang, dễ sợ luôn á. Nấu ăn, rồi có biết cắm hoa hay là làm bánh gì không em? Làm bánh thì em chỉ biết làm kim bắp hoặc là mấy món như mấy món kim bắp làm luôn. Đó, cơm cuộn luôn kìa Trang. Đó, thấy chưa? Rồi, nhưng mà cắm hoa thì em biết cắm, tại em cũng mới mua hoa cái bông lúa về vậy đó, cái em cắm đại vô trong cái bình bông đó, thấy chưa, vậy là cũng có niềm yêu thích rồi đó. Ủa rồi trong nhà em biết sửa điện sửa đốm đâu không em? Có thì tiệm em là tự em làm hết đó. Ừ rồi, ủa là đang ngồi ở tiệm em luôn hả? Dạ đúng rồi, chị giữ muốn xem quay sơ cho có đâu lia của ông chị ông thử coi. Vậy chị coi thử coi tự em trang trí. Ừ. Nó hơi nhỏ một xíu. Rồi cũng 6-7 ghế rồi ha. Đâu có 4 ghế chị ạ. À. Ủa vậy hả? Ừ. Ghế này ghế ngồi chờ. Hình bạn gái em gì ta? Giữ rằng vậy chị giữ trời. Dạ đâu có đâu, hình khách. Khách em đang em mua về dán. Ừ. Rồi bây giờ thì thích một mẫu bạn gái như thế nào? Mô tả kỹ chị, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Dạ, em thì nói chung thì em thích thứ nhất là ở bạn gái thì có thể ở càng gần em thì càng tốt. Tại vì em năm nay cũng 27 rồi, 3 năm nữa là 30 rồi. Em cũng không phải yêu xa, phải tìm hiểu, phải lâu lâu mới gặp. Bởi vì theo em, quan điểm của em là
tình yêu á, nếu mà tình yêu mà muốn mà nó bền chắc, mà nó lâu dài thì hai người ấy phải ở cạnh nhau, phải gặp nhau thường xuyên. Rồi mẫu bạn gái của em thì em thích một người con gái mà cái vẻ bề ngoài á, gọi là cá tính, còn sâu ở bên trong là một gọi là một cô gái tùy mị ít năng. Trời, nghe ghê quá à. Vậy là chắc cá tính hả? Cá tính gì thích thông minh này kia không anh? Không, không có chị. Ý có nghĩa là cá tính là khi đi ra đường đó, hoặc là ăn bận, cách ăn bận đó, nó gọi là cá tính đó, nó lọt vào mắt của những người xung quanh đó. Cái cách ăn bận thì là cá tính rồi. Cái cách mà mình quần đâu á? Dạ. Quần đâu? Đó thì cá không cá tính mà tính cá được không? Mặc đồ tiên cá luôn. Yeah. Thôi nên nói chung chị xàm vậy thôi em. Bây giờ đó thì em có theo vợ hay là ý muốn của em, lập nghiệp của em tương lai á, kiếm mấy cô mà cũng nghề nghiệp bên xì ba massage rồi được không? Dạ thì có thể công việc hao hao với em thì cũng vào được. Còn em thì em bây giờ em muốn lập nghiệp ở đây. Nhưng mà nếu mà bên bạn nữ, gia đình hoặc là ba mẹ có vấn đề gì đó mà phải cần ở rể thì em có thể chấp nhận để mà đi về bên bạn ấy để mà lập nghiệp lại. Nhưng mà em mong muốn là bạn ấy phải xác định rõ ràng là cái mối quan hệ đối với em và bạn ấy. Tại vì em Tại vì em cũng không còn thời gian để mà, nói chung là em cũng 27 rồi, cũng không có còn nhiều thời gian để tìm hiểu rồi hẹn hò rồi tìm hiểu vài ba năm nữa đó. Em cảm thấy nó quá xa, nó lâu quá, cho nên em mới nhờ chương trình để tìm cho em một người để mà thích hợp, để mà tìm hiểu rồi cảm thấy phù hợp thì mình có thể tiến tới hôn nhân trong vòng nửa năm là một năm tới có thể. Ừ. Rồi ok em, được rồi, nếu được chọn bên chị liên lạc lại rồi mình nói chuyện thêm nha em ha. Dạ rồi, okay. Em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em. Vui vẻ. Nói chung là điểm mạnh anh thì nói chung gọi là cũng hay giúp đỡ, hay hoặc là mình hay giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn hoàn nạn vậy đó. Cái điểm yếu của anh đó là trong cái những lúc mình cái cách nói chuyện của anh thì cũng gọi là chưa được trưởng thành cho lắm, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái kinh tế của anh là mình chưa có được ổn định lắm á. Trước kia nghề nghiệp anh chưa có ổn định nên là dẫn tới tình trạng kinh tế anh chưa ổn định. Đến hiện tại bây giờ anh chẳng hôn nhân là anh vẫn độc thân. Đấy, mà số điểm yếu thì nói chung là anh chỉ có khai thác thì sơ sơ thôi, chứ còn khi mà mình cái người nào mà tìm hiểu của anh á thì sẽ biết được cái điểm mạnh và điểm yếu thôi. Còn cái hiện tại là anh sẽ khai một phần nào đó về cái ưu điểm và cái điểm của anh là như vậy. Rồi, cho em hỏi thu nhập của anh hàng tháng trung bình là khoảng bao nhiêu mà anh nói là hiện tại là chưa ổn định. Hiện tại cái kinh phí của anh, lương hàng tháng của anh là có 2 triệu thôi, một tháng thôi. Anh là hợp đồng á, nên là anh chưa được vào biên chế nhà nước. Alo. Hiện tại là anh ở đâu? Anh ở với ba mẹ như thế nào? Không, anh thì ba mẹ anh thì nói chung với em như thế này, ba mẹ anh ly hôn là hồi đó anh mới có 3 tuổi thôi. Anh thì từ lúc ly hôn á thì anh ở với ba anh. Ba mẹ anh thì đã ở riêng rồi. Nhưng mà hiện tại thì anh thì cũng ra ngoài anh ở rồi, chứ anh không ở cùng với ba mẹ. Anh thuê nhà anh ở hay như thế nào? Đúng rồi, anh thuê nhà anh ở. Mà vậy thì với cái mức lương 2 triệu một tháng thì mình xoay sở như thế nào anh? Sau này em có những cái dự định này kia trong tương lai để mà có thể mình cưới vợ như thế nào? Có, khi mà tương lai thì anh sẽ, sau khi mà
sắp tới thì anh sẽ thi cái thi vào biên chế nhà nước thì cái lương của anh nó sẽ ổn định hơn, rồi anh sẽ đi học đại học và cái ngành là bác sĩ để mà có cái thu nhập, rồi mình về mình làm kinh tế ổn định sẽ tiến hành mà cái thôi thôi. Đó là tương lai, mà tương lai anh nói là chắc chắn là anh sẽ làm. Rồi bây giờ anh chẳng có mấy mối tình rồi? Hiện tại là anh cũng có yêu đơn phương và mối tình gì đó, nhưng mà kiểu là yêu một hai ngày xong rồi anh thì anh không bỏ người ta, nhưng mà người con gái đó cảm nhận anh là nói chung nhiều vấn đề lắm, nên là người ta chủ động người ta sẽ bỏ anh trước, chứ anh mà quen ai là anh nói chung là anh sống với thật lòng người ta, tính anh ấy thật thà lắm, chứ còn không phải mà anh không có phải là gọi là lừa đảo này kia cái nọ đó. Nhưng mà ý là anh đã có mối tình chính thức nào chưa? Chưa, ý là gọi là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương ví dụ như ngày hôm nay là quen được một người phụ nữ này, nhưng mà tầm 2-3 ngày sau là người ta bỏ anh, là anh phải quen người khác. Xong rồi cái tầm, nói chung là cái thời gian mà quen gián đoạn vậy lắm, người ta tự bỏ anh chứ anh không giờ anh bỏ người ta. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu bạn gái làm sao? Nói cụ thể giúp em ngoại hình, công việc, tuổi tác này kia như thế nào, anh khu vực này kia làm sao? Thì tuổi tác đó thì anh chỉ mong là quen là cứ lớn tuổi anh thôi. Để thứ nhất á, anh thì anh cảm nhận là lớn tuổi anh, vì anh nói chung cái suy nghĩ của mọi người một khác em ơi. Suy nghĩ của anh là tại sao mà anh quen những người lớn tuổi, vì sao? Thì những người phụ nữ đó đã trưởng thành rồi. Không phải đã có chồng có con thì anh không quan trọng, nhưng mà cái cách người ta biết suy nghĩ, biết tính toán, biết thế này thế kia, gọi là một con người trưởng thành thì em cũng biết rồi, đúng không? Anh thì anh không có phân tích nhiều, là một. Cái thứ hai á, về cái ngoại hình á, thì anh thì gọi là anh thì có chưa tới 1m6 nữa, đó, cân nặng anh thì là dưới 70kg. Anh thì không quan trọng về cái gọi là cái bóc dáng của người phụ nữ, nhưng mà anh quan trọng nhất á, là thứ nhất là cái đầu tóc. Đầu tóc là không được nhiều này. Cái thứ hai là nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đó là phải có phúc hậu, là phải nhìn vô mình phải có thiện cảm liền, chứ không phải mình nhìn vô cái gọi là ái cảm với người ta, là đâm ra sống mà không hiểu với nhau, đâm ra bỏ nhau thì tội người phụ nữ lắm. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, anh thì anh thích người phụ nữ, một làm trong những làm trong hai ngành, một là giáo viên, hai là quân đội. Còn những tiêu chí thì anh không có, anh chỉ yêu cầu ba tiêu chí đó thôi, còn những tiêu chí kia thì sao được, đối với anh thì rất đơn giản. Vậy thì với anh trong ba tiêu chí mà anh đưa ra thì cái tiêu chí nào là anh quan trọng nhất thì bên em sẽ ưu tiên cái phần đó để lựa chọn đối tượng cho mình nha. Còn nếu như mà anh muốn tìm đối tượng mà có tất cả ba tiêu chí như vậy thì nó rất là khó cho bên em. À vậy hả? Thì anh chỉ muốn là một người phụ nữ á, thì cái tiêu chí là nhìn khuôn mặt có phúc hậu thôi. Phải nói chung là nhìn vô là có thiện cảm với tất cả mọi người rồi, không cần là có thiện cảm đâu, nhưng mà mọi người nhìn vô à ok, chỉ này có thiện cảm là ok rồi, hoặc là anh nhìn vô anh thấy ok. Mà hồi nãy anh nói là anh thích nếu như mà bạn gái lớn tuổi hơn á, mà đã ly hôn rồi nuôi con thì cũng được hả hay sao anh? Không có ly hôn, không có nuôi con vậy đó. Nói chung lớn tuổi nhưng mà người ta vẫn độc thân. Bây giờ tình trạng cái vấn đề phụ nữ người ta độc thân rất là nhiều, với cái độ tuổi mà hiện tại lớn anh rất là nhiều. Nhưng mà vì anh không có tiền đường, với lại có anh trình bày với lúc đầu á, công việc chưa ổn định, kinh tế chưa ổn định, sao mà làm cho được gia đình. Nên cái ấy cái đó. Rồi ok, em cảm ơn anh nhiều ha. Nếu mà có còn thêm thông tin thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với anh sau nha. Ok, chào em nha. Chúc em một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thành công.